khởi đầu ngày mới của tôi là bao bộn bề lo toan gia đình. Đến công ty là hối hả tất bật công việc cùng deadline, để rồi nhìn lại vóc dáng vạn lần xót xa, còn đâu cơ thể mặn mà. Lấy lại cân bằng đã mất với cần tây collagen, giữ nguyên hàm lượng chất xơ và collagen thực vật, có ngay làn da mịn màng, eo thon thả, tự tin chinh phục những tầm cao mới, trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Cần tây collagen thiên nhiên Việt. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Đẹp Không Giới Hạn. Thưa quý vị, dù ở Paris, London hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, chỉ cần nhìn thấy tà áo dài là chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp của Việt Nam. Bởi hàng trăm năm qua, áo dài đã đi vào văn hóa, nghệ thuật, đời sống cũng như tâm hồn người Việt. Và chắc chắn là không có một cái trang phục nào có thể tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ bằng tà áo dài thướt tha, kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Và trải qua rất là nhiều những thời kỳ thì áo dài cũng có những sự biến tấu, những sự cách tân để có thể đáp ứng được tư duy thẩm mỹ của các chị em phụ nữ qua từng thời kỳ. Và trong chương trình Đẹp Không Giới Hạn ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về áo dài ngũ thân cùng với sự tham gia của một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là Hoa hậu Việt Nam Đặng Ngọc Hân. Hoa hậu Đặng Ngọc Hân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, quê gốc Hải Phòng, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi. Đặng Ngọc Hân là gương mặt quen thuộc của sàn diễn thời trang Hà Nội trước khi cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010 và từng giành được nhiều giải thưởng như gương mặt ăn ảnh cuộc thi người mẫu Việt Nam 2006, Miss Icon Khoa học trò 2005, giải nhất chương trình sản phẩm The Most, Hoa khôi Trung học phổ thông Trần Nhân Tông. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, nhờ sắc vóc và phần ứng xử xuất sắc, Đặng Ngọc Hân đã đăng qua ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 12. Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoa hậu Ngọc Hân còn là nhà thiết kế và có riêng cho mình một thương hiệu thời trang rất được ưa chuộng tại Hà Nội. Hôm nay Mai Thu Huyền rất vui khi được trò chuyện với Hoa hậu Ngọc Hân. Đặc biệt phải cảm ơn Hân vì nhờ Ngọc Hân mà hôm nay Mai Thu Huyền cũng được diện một cái áo dài ngũ thân cũng rất là đẹp do nhà thiết kế Ngọc Hân thiết kế. Hôm nay chủ đề của chúng ta là sẽ nói về áo dài ngũ thân. Chắc hẳn là sẽ rất nhiều người thắc mắc là tại sao nhìn bề ngoài thì các áo dài cũng khá là giống nhau, nhưng mà tại sao lại có cái sự phân biệt và có cái tên là áo dài ngũ thân ạ? Xin chào chị Mai Thu Huyền cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình Đẹp Không Giới Hạn. Và cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay có cơ hội để cùng trò chuyện và chia sẻ với mọi người về niềm đam mê áo dài của Hân và đặc biệt là về chiếc áo dài ngũ thân. Và quay trở lại với câu hỏi của chị Mai Thu Huyền về chiếc áo dài tại sao lại gọi là ngũ thân. Thì như chúng ta nhìn thấy đấy là đằng trước là có hai cái vạt và được ghép sống với nhau ở giữa như thế này, và đằng sau thì cũng có hai cái vạt được ghép như thế, và chúng ta còn một cái thân ở trong này đó, ở phía bên tay phải đó, ở phía trong này. Thì đấy là lý do mà tại sao chúng ta gọi là áo dài ngũ thân, áo dài có năm chiếc tà khác nhau. Chắc chắn là không phải là chỉ để đẹp không mà nó còn có một ý nghĩa sâu xa khác đúng không? Dạ vâng ạ. Để nói về chiếc áo dài ngũ thân này thì là nó được bắt đầu hình thành từ thời của chúa Nguyễn Phúc Khoát, và lúc đấy thì là nó được cải tiến từ áo giao lĩnh của người Việt xa xưa của chúng ta. Và cái chiếc áo dài ngũ thân này thì ngoài cái việc là ông bà ta mặc để là đẹp trong những cái gì rất quan trọng, thì nó còn mang một ý nghĩa rất là cao đẹp. Đó chính là mọi người có thể tưởng tượng là bốn cái tà, hai tà trước, hai tà sau, thì nó tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Và cái tà ở trong này thì tượng trưng cho con cái luôn luôn được che chở bởi tứ thân phụ mẫu. Hay quá. Mọi người có thể để ý rằng là trên chiếc áo dài này thì có 5 chiếc nút là tượng trưng cho nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Tượng trưng là chúng ta khi mà mặc cái áo dài này thì là tượng trưng cho cái đạo lý làm người, và không thể làm những cái điều mà trái với luân thường đạo lý. Và người Huế người xưa thì mọi người gọi là áo ngũ thân hay còn gọi là áo ngũ thể nữa. Rất là tuyệt vời, bởi vì không phải ai cũng có thể hiểu được những cái ý nghĩa sâu xa của áo dài ngũ thân. Chúng ta xem những cái bộ phim mà gọi là cổ một chút, ngày xưa một chút ấy, thì chúng ta thấy là các bà các cô thường mặc cái áo dài ngũ thân, và chúng ta sẽ thắc mắc là bởi vì tại sao ngày xưa các bà các cô mặc những cái kiểu dạng rộng như thế này mà không phải là mặc những cái dạng chít eo như những cái áo dài kinh thời sau này. Vậy thì cái sự khác nhau như thế nào giữa những cái áo dài, những cái thể loại áo dài khác nhau như vậy hả? Vâng, thực sự thì cái áo dài ngũ thân này nó chính là cái tiền thân của cái áo dài bây giờ mọi người hay mặc, những áo dài mà bó
và lộ eo cũng như là lộ dáng rất là nhiều. Thế nhưng mọi người thấy rằng là hồi xưa thì chúng ta mặc áo dài ở trong rất là nhiều những cái công việc khác nhau của đời sống, thậm chí có thể đi chợ này, đi học này, đi làm, chúng ta cũng đều mặc áo dài. Chính vì vậy mà cái việc mà thiết kế ra một cái mẫu áo dài mà để khiến cho chúng ta có thể thoải mái trong tất cả những cái hoạt động như vậy là đính chính là cái sự ra đời của áo dài ngũ thân, rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Như chị và Hân mặc, nó sẽ rất là khác với cảm giác khi mà chúng ta mặc một cái áo dài truyền thống bây giờ, được tất cả được sát bó sát tay này, rồi sát eo, rồi sát ngực và tôn lên những đường cong cơ thể. Nhưng mà không vì thế mà áo dài ngũ thân nó lại không làm cho những cái nét đẹp của cơ thể chúng ta được nổi bật. Nó vẫn khiến cho chúng ta mặc vào cảm thấy rất trông rất là thanh lịch, rất là trang nhã. Và đặc biệt một điều, nó lại che đi những khuyết điểm của cơ thể. Ví dụ chúng ta bụng eo có hơi to một chút này, hay là bắp tay có to một chút, thì hoàn toàn được che giấu bởi chiếc áo dài ngũ thân này. Thế thì áo dài ngũ thân bây giờ và áo dài ngũ thân ngày xưa thì nó có khác nhau nhiều không? Bởi vì thông thường Huyền thấy là dù áo dài gì thì nó cũng sẽ có qua những cái giai đoạn mà dần dần nó được cải tiến, nó được thay đổi và nó được cách tân. Dạ, thực sự thì cái tà áo dài ngũ thân mà Hân đang thực hiện và mọi người đang mặc ở đây thì nó cũng không có quá nhiều những cái sự khác biệt so với cả cái tà áo dài ngũ thân khi xưa. Là cái tay, ống tay của nữ thì bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn ống tay của nam, cái cổ áo của nữ thì cũng sẽ thấp hơn cổ áo của nam, và nhưng mà vạt áo của nam thì lại dài hơn vạt áo của nữ một chút. Và đặc biệt thì trong cái thời này thì Hân sẽ cho cái tà phần áo nó nhỏ lại hơn một chút để chúng ta có thể cảm thấy nó năng động và tiện dụng hơn trong những công việc hàng ngày của chúng ta. Có một điều nữa Huyền chú ý này, ở cái phần tay áo và cái phần vai áo nó cũng khác với cái áo dài bình thường mà chúng ta đang biết hiện nay đúng không? Chính xác. Đây là cái cách cắt rất là đặc trưng của chiếc áo ngũ thân. Với cái áo dài truyền thống như là chúng ta thay thấy bây giờ, có thể cắt được với cái tay là tay sắc lăng này, hoặc là tay sơ mi. Với những cái áo dài cách tân và tân thời thì cái áo dài ngũ thân này thì được cắt theo một cái cách rất là đặc biệt, và cái cách cắt này thì cũng khá là khó, đặc biệt là khi mà cái câu đoạn hoàn chỉnh nhất của một chiếc áo dài, và khó nhất đấy chính là khi mà ghép các cái tà lại với nhau để làm sao mà nó không bị cong vênh. Khi mà ghép các tà với nhau thì tạo thành một cái hình cánh cung để đảm bảo về góc độ mỹ thuật, rồi là những cái đường may này thì phải rất là kín và không lộ chỉ này, rồi là có những cái chỗ mà được giấu kín chỉ hoàn toàn luôn để chúng ta không thể nhìn thấy những cái đường kim mũi chỉ đi ở trong cái phía tà áo. Và tất cả những đường kim mũi chỉ đều phải rất là nhỏ và rất là tinh. Ví dụ như cái áo này đây chẳng hạn thì nó Huyền thấy là nó có hai lớp. Dạ. Vậy thì thông thường là đây là do Hân thiết kế như vậy, hay là thông thường những cái áo ngũ thân là đều có hai lớp như vậy? Cái áo ngũ thân bình thường và truyền thống nguyên gốc của nó đã là áo dài có hai lớp rồi. Và chính vì vậy nó được may rất là cầu kỳ, rất là mất công so với một chiếc áo dài truyền thống hiện nay. Chất liệu thì sao ạ? Bởi vì Huyền thấy là thường những cái áo dài ngũ thân thì mặc dáng suông, cho nên là theo quan sát thì thấy là thường là những cái chất vải nó dày hơn một chút. Còn những cái áo dài mà đời thường mà chúng ta đang mặc hiện nay á, là nó rất là ôm sát, thì cái chất liệu nó thường là nó có chất có giãn. Không biết là Huyền đang hiểu như thế có đúng không ạ? Dạ vâng, cũng chính xác rồi chị Huyền ạ. Thế thì nhưng mà thực ra thì áo dài ngũ thân thời xưa thì ông bà ta cũng thường may bằng lụa này, hay là những cái vải rất là mềm mại. Thế nhưng mà với cái thời hiện đại này thì chúng ta có thể thay thế nó bằng những chất liệu như là chị Huyền thấy là gấm. Đây là gấm in hoa văn chìm, và sau đó thì lại được thêu tay để có thể tạo nên cái điểm khác biệt cũng như là cầu kỳ cho cái trang phục áo dài ngũ thân này. Thường thì những cái áo dài ngũ thân, những cái họa tiết, những cái trang trí ấy, thì ở đây thì Huyền nhìn thấy là thêu tay. Với áo dài ngũ thân thì thường là mọi người có thể may trơn, tức là không hề có thêu hay gì cả, thì vẫn có một cái nét đẹp rất là đặc biệt, rất là thanh lịch. Thế nhưng mà với những chiếc áo dài cầu kỳ hơn thì chúng ta sẽ thường thêu tay. Như mọi người thấy rằng là đặc biệt là những cái họa tiết thêu tay, đặc biệt là khi mà ghép giữa thân này và thân kia thì hai họa tiết phải đối xứng nhau này, rồi là các cái đường thêu phải khớp nối với nhau để làm sao mà tạo nên cái sự tinh tế khi mà chúng ta có thể ngắm nhìn đấy, như cái này đấy, đấy thì là tức là phải may xong rồi bắt đầu mới thêu. Vâng, đúng không? May xong cái tà ở ngoài, cái tà ở ngoài xong bắt đầu mới thêu, thêu lên xong bắt đầu mới ráp cái thân ở trong, rất là cầu kỳ, nhiều công đoạn. Tức là ráp cái thân ở phía bên này trong nữa. Đấy, bởi vì khi mà chị lật ra thì chúng ta sẽ không thấy những cái đường đi thêu ở cái phía mặt lót này.
Có rất nhiều công đoạn để có thể làm ra nhiều một công đoạn cầu kỳ. Còn những cái màu sắc thì sao ạ? Mình có thể chuyện tùy chọn thoải mái theo tính cách hoặc theo sở thích của mình, hay là nó cũng có những cái đặc điểm lưu ý gì không ạ? Thực sự thì với màu sắc của những chiếc áo dài ngũ thân như này thì chúng ta có thể hoàn toàn thoải mái lựa chọn theo cái sở thích của mỗi người, giống như những chiếc áo dài truyền thống. Ví dụ như là mình thích màu xanh, mình thích màu hồng hoặc là màu đỏ, hoặc là lựa chọn cho những dịp trọng đại thì chúng ta rất thích màu đỏ này, hoặc là màu vàng này, rực rỡ nổi bật. Đấy, tất cả những cái tông màu đấy đều có thể được áp dụng vào tà áo dài ngũ thân. Tất cả khán giả thì cũng đã biết là Hân là một trong những nhà thiết kế áo dài cũng rất là nổi tiếng và cũng có cửa hàng để trưng bày những cái mẫu áo dài của mình. Vậy thì những cái khách hàng mà đến với Hân á, thì thường cái đối tượng nào họ sẽ lựa chọn áo ngũ thân ạ? Những khách hàng mà lựa chọn áo ngũ thân thì thường là những người mà khá là hoài cổ và rất là ưa chuộng những cái phong cách mà có một chút gì rất là truyền thống. Và họ có thể là những cô, những bác lớn tuổi, và cũng có thể là những cô gái trẻ như là Hân hay là chị Huyền. Họ yêu thích cái vẻ đẹp hoài cổ, họ lựa chọn cái vẻ đẹp này. Và Hân thấy rằng là cái áo dài này nó mặc không hề kén người. Đấy, như Hân lúc đầu có chia sẻ là cao một chút, thấp một chút, béo một chút, gầy một chút, mặc đều cũng rất là đẹp. Nó che hết khuyết điểm, chưa kể nó lại còn rất là thoải mái nữa. Đúng không? Có một cái điều mà Huyền thấy khi mà vừa rồi Huyền quay cái bộ phim Điện ảnh Kiều ở tại Huế á, và ở đó quay hàng tháng ở Huế, thì thấy là có một cái phát hiện là mọi người rất thích mặc áo dài ngũ thân, và không chỉ phụ nữ đâu mà còn cả nam giới nữa. Và thậm chí có nhiều cơ quan họ đã quy định những cái ngày thứ hai đầu tuần là phải mặc đồng phục là áo dài ngũ thân. Vậy thì Hân có thể chia sẻ là giữa áo dài ngũ thân của nam giới và nữ giới thì có điểm gì khác nhau? Giữa cái áo dài ngũ thân của nam giới và nữ giới thì về cơ bản cách may thì là khá giống nhau. Thế nhưng mà nó sẽ có một số những cái điểm khác nhau một chút. Ví dụ như là phần cổ áo của nữ thì sẽ thấp hơn phần cổ áo của nam. Và cái phần ống tay của nữ thì cũng sẽ nhỏ hơn ống tay của nam một chút. Thế nhưng mà cái vạt áo của nam thì lại dài hơn vạt áo của nữ. Đấy, nó có một số những cái điểm khác nhau như vậy thôi ạ. Ngoài ra thì Huyền thấy là bây giờ có xu hướng là những ông bố bà mẹ là rất thích cho trẻ con mặc áo dài, cũng là một cách để gợi nhớ cho các con về những cái truyền thống, về những cái tà áo dài của Việt Nam. Và Hân cũng là một trong những nhà thiết kế rất yêu ái, rất là quan tâm đến các em bé và cũng thường xuyên may áo dài cho thiếu nhi. Vậy thì với trẻ con thì có phù hợp với những áo dài ngũ thân hay không? Chắc chắn là rất là phù hợp rồi, bởi vì đến bản thân người lớn mình mặc còn thấy cảm thấy rất là thoải mái, thì các bé lại mặc càng cảm thấy rất là thoải mái vì nó rất là rộng rãi. Và đặc biệt là cái lớp lót ở trong thì Hân lại lựa chọn những cái chất liệu như là lụa này hoặc là cô tông lụa để thấm hút mồ hôi, để các bé mặc cảm thấy dễ chịu cũng như là rất thoải mái trong cái quá trình vận động. Cái bộ áo dài nó sẽ hay đi cùng với những phụ kiện. Ví dụ chúng ta thấy có những cái áo dài mà sẽ đội với mấn này, hay là có những cái gọi là châm cài, hay là cái gọi là gì ta, đuôi gà, tóc đuôi gà, tóc vấn đuôi gà, vân vân, thì nó cũng có rất là nhiều những cái kiểu phụ kiện khác nhau. Không biết là với những cái áo ngũ thân ngày xưa thì các cụ của chúng ta thường đi kèm với những phụ kiện gì, và ngày nay thì theo như tư vấn của Hân thì mọi người nên có những phụ kiện gì đi theo? Ngày xưa thì tùy vào cái sự kiện mà mọi người tham dự thì mọi người sẽ có những cái cách phục sức mà cầu kỳ khác nhau. Ví dụ như là có thể cầu kỳ là châm này, búi tóc này, hoặc là khuyên tai, vòng nhẫn, rồi là những túi sắt nữa. Thế nhưng mà Hân thấy rằng là theo mình trong cái lúc, cái thời hiện đại như thế này thì chúng ta sẽ giản lược bớt những cái phụ kiện này đi. Thì chúng ta vẫn có thể giữ là đôi bông tai nhỏ xinh này, hoặc là cái vòng tay bằng đá cẩm thạch chẳng hạn, thì rất là hợp với cả những cái nét hoài cổ của chiếc áo dài ngũ thân. Hoặc là một cái chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh, hình dáng tròn, một cái sắc tròn theo cái dáng hoài cổ thì cũng cực kỳ là hợp với cả chiếc áo dài ngũ thân này. Huyền quan sát thì còn thấy là với cái áo dài ngũ thân ngày xưa các cụ mình hay đeo kiềng. Chính xác, đeo kiềng. Thì chúng ta có thể sử dụng một chiếc kiềng để trang trí và làm tô điểm thêm nét đẹp cho cái chiếc áo dài ngũ thân này. Hân có vẻ là một cái người, một nhà thiết kế mà rất là yêu những cái nét đẹp truyền thống, đúng không? Vậy thì trong những các mẫu áo dài mà bạn đã thiết kế từ trước đến giờ thì ngũ thân có phải là một trong những cái lựa chọn mà bạn muốn giới thiệu đến khách hàng của mình nhiều không? Chắc chắn rồi, nhưng mà thực sự thì cái áo dài này nó cũng khá là kén khách, bởi vì không phải là ai cũng sẽ yêu thích cái vẻ đẹp hoài cổ. Đôi khi mọi người sẽ rất là thích những cái dáng áo dài mà nó phải tôn được 3 vòng lên cơ. Đấy, chứ không thích là ôi mặc cái này thì ở ngực đâu, eo đâu, hông đâu rồi. Đấy, thế cho nên là đây cũng là một những cái sản phẩm, khá là kén khách, nhưng mà Hân vẫn vì niềm đam mê của mình vẫn làm ra bộ sưu tập này. Đôi khi nó chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của mình, và mình cảm thấy rằng là mình truyền tải, mình
được hướng theo những cái niềm yêu thích về văn hóa, về truyền thống, về những cái hoài cổ của mình. Vậy thì nếu mà để nói với các khán giả của chương trình Đẹp Không Giới Hạn về áo dài ngũ thân thì Hân sẽ nói gì? Nếu mà để được chia sẻ về áo dài ngũ thân thì Hân có một cái chia sẻ như này với mọi người là hy vọng rằng là mọi người sẽ yêu và hiểu về áo dài ngũ thân nhiều hơn và hãy thử trải nghiệm mặc áo dài ngũ thân để chúng ta thêm yêu áo dài, bởi vì là cái tà áo dài này nó rất là dễ mặc, rất là dễ chịu và nó rất là đẹp. Và Hân thấy rằng nếu như chúng ta có cơ hội để mặc, để xuất hiện đặc biệt trước bạn bè quốc tế thì đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời, bởi vì có lẽ bạn bè quốc tế đã biết đến cái tà áo dài truyền thống của chúng ta rất là nhiều với cái việc là tôn cái đường cong mềm mại của nữ giới. Thì chúng ta hãy quảng bá cái áo dài ngũ thân này nhiều hơn để mọi người thấy một vẻ đẹp khác nữa của áo dài Việt Nam. Cảm ơn Ngọc Hân rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đối với quý vị khán giả của Đẹp Không Giới Hạn. Các bạn có biết những năm trở lại đây, tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng cao, thế nhưng số năm sống khỏe mạnh lại thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Phụ nữ Việt có trung bình 11 năm sống trong bệnh tật, trong khi ở nam giới có khoảng 8 năm. Đây là những con số đáng lo ngại về tình trạng chất lượng sức khỏe của chúng ta. Do đó, việc nâng cao ý thức trong vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động là hành động vô cùng cấp bách. Tuy nhiên, ngày nay, cơ thể chúng ta luôn phải chịu những tác động xấu đến từ các nguyên nhân như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, nguồn thực phẩm không an toàn. Việc thiết lập lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng rất khó khăn khi nhịp sống tăng nhanh, kéo theo hàng loạt những vấn đề về tinh thần, áp lực, stress, mất ngủ gia tăng. Thế nên việc sử dụng các phương pháp giúp hồi phục, nâng cao sức khỏe là một lựa chọn rất cần thiết. Và một trong những phương pháp đang được đông đảo mọi người lựa chọn, đó chính là sử dụng công nghệ thủy liệu pháp Grand Moya SG2000. Đây được gọi là máy thủy liệu SG2000, là phương pháp sử dụng nước với nhiệt độ, áp suất và các chất hòa tan khác nhau, tác động lên cơ thể theo chiều hướng khác nhau để phòng bệnh. Tác dụng chủ yếu của máy thủy liệu là kích thích nhiệt của cơ thể, kích thích cơ học và kích thích hóa học. Kết hợp 3 yếu tố quan trọng nhất của thiên nhiên: nhiệt, nước, không khí. Sản phẩm 3 trong 1 có chứa tia hồng ngoại giải tần xa, sóng siêu âm, ozone. SG2000 là sản phẩm spa đang được sử dụng tại Viện Thủy Trị Liệu Sebastian Knipp Đức với thiết kế phù hợp với kiến trúc của đại đa số gia đình Việt, thuận tiện, dễ sử dụng, kết hợp với 7 loại tinh dầu thiên nhiên quý giá: tinh dầu hoa cúc, tinh dầu cây thông kim, tinh dầu hạt cỏ, tinh dầu hương thảo, tinh dầu bách xù, tinh dầu hoa oải hương, tinh dầu khuynh diệp, cùng 3 loại muối tắm được khai quật từ lớp khoáng vật nằm sâu 100m tại vùng suối nước nóng ở Đức, kết hợp cùng các nguyên liệu thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Chỉ với 15-20 phút mỗi ngày ngay tại nhà, sử dụng máy thủy trị liệu SG2000 kết hợp với các loại tinh dầu và muối tắm được nhập khẩu từ Đức sẽ giúp bạn có được cảm nhận rõ rệt những hiệu quả mà phương pháp này mang lại cho sức khỏe. Sau khi mà trải nghiệm về máy thủy trị liệu ấy, thì em không ngờ rằng cơ thể mình nhiều độc tố đến thế. Khi nằm ở trong máy nó sục lên, cảm giác nó rất là thư thái và sảng khoái. Và được các bạn nhân viên ở đây làm diện chuẩn cho em thì cái cảm giác là khi bắt đầu mới vào thì em có cảm giác là hơi đau vai gáy và hơi đau nhâm nhẩm đau đầu một chút. Và khi mà tắm xong và làm diện chuẩn xong thì dường như cảm giác đấy của em không còn nữa. Mình trải nghiệm máy này được 1 tuần thì trước khi trải nghiệm thì mình bị đau lưng. Đau lưng, đau phần hông, đau phần lưng. Và sau khi trải nghiệm được 1 tuần thì mình thấy đỡ đau hẳn. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình thấy là các bạn ở đây chăm sóc rất là tận tình, chu đáo theo đúng tiêu chuẩn 5 sao. Những lợi ích mà máy thủy trị liệu SG2000 đem đến cho người sử dụng có thể kể đến. Thứ nhất, làm nóng từ bên trong, sự nóng lên từ sâu bên trong làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta, từ đó tăng cường hệ thống miễn dịch, tốc độ trao đổi chất và kích thích tạo ra các tế bào máu. Thứ hai, giúp lưu thông máu tương tự hiệu quả tập thể dục. Thời gian ngâm mình trong 15 phút với SG2000 Hydro, liệu pháp tại nhà tương đương với việc chạy bộ chậm 3-5 km trong trao đổi năng lượng và giảm từ 200-300 calo, sẽ giúp các bạn giảm đi một lượng mỡ thừa đáng kể, đem đến vóc dáng săn chắc khỏe mạnh. Thứ ba, massage toàn thân. Tất cả 320 điểm bấm huyệt chính trên cơ thể bạn được massage bởi hàng triệu bong bóng khí nhỏ, 46 lít không khí trên giây, với áp suất massage thoải mái 1,5 kg trên cm
mét vuông. Ngay cả các huyệt đạo ngay tại các khu vực kín đáo mà phương pháp massage truyền thống không thể tiếp cận vẫn có thể được xoa bóp bằng SG2000. Thứ tư, làm sạch sâu. Với 10.000 đến 15.000 vi địa chấn được sản xuất mỗi giây, siêu âm có thể chạm đến các bụi bẩn và bụi bẩn từ sâu bên trong lỗ chân lông và đạt được hiệu quả của việc tẩy tế bào chết cơ thể. Bộ sản phẩm máy truyền thủy liệu SG2000, ngoài máy tắm trị liệu toàn thân, còn có một bộ máy trị liệu sụn chân có hiệu quả trong việc kích thích lưu thông máu và hoạt động của tế bào vì có nhiều điểm bấm huyệt ở lòng bàn chân của chúng ta. Trải qua 7 lần kiểm tra nghiêm ngặt, được kiểm chứng bởi hàng loạt các chứng nhận như chứng nhận CE, chứng nhận bằng sáng chế ISO 9001:2000, chứng nhận CS cùng nhiều bằng chứng nhận khác. Máy thủy trị liệu SG2000 đảm bảo an toàn, chất lượng phù hợp với mọi đối tượng từ trẻ em đến người già hoặc cả phụ nữ có thai. Quý khán giả có thể gọi đến số hotline 0902 323 305 hoặc nhắn tin trực tiếp vào fanpage facebook.com/đẹp không giới hạn TV để tìm hiểu sâu hơn về phương pháp thủy trị liệu cũng như những lợi ích mà máy thủy trị liệu SG2000 mang đến cho sức khỏe của bạn và gia đình. Chúc các bạn luôn khỏe đẹp. Trong tập tiếp theo, chương trình Đẹp Không Giới Hạn xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Lương Minh Quang với chủ đề phân biệt bệnh herpes và bệnh zona thần kinh. Trong chuyên mục Cẩm Nang Khỏe Đẹp sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách thở như thế nào để có được một sức khỏe tốt nhất. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.